Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với một video ép đào thủy 5 dòng nha mọi người. Cũng sẽ vòng nó hơn 3 tháng rồi. Hôm qua Khải có mở 500 rương tím để tìm phôi đào thủy 5 dòng hoặc 6 dòng là ép mà không ra nè mọi người. Thực sự ở server này chỉ có mỗi một cái đào của cao thủ Bạo Lăng Sa là cái đào tím 6 dòng thôi. Còn lại đa số là 5 dòng hết rồi mà. Thì nói chung hôm qua cũng đầu tư hết 6 kim không có gì hết thì cũng thất bại nè. Thôi mình ép tạm cái đào 5 dòng như năm ơi. Nói chung hiện tại muốn lắm mà không có đâu mà ép như năm. Nhiều anh em cứ bảo là đào thủy sao chắc chắn sẽ không sẽ có comment là sao không ép đào 6 dòng luôn. Hiện tại server chưa có thì không biết ép bằng kiểu gì nữa mà. Nói chung là Khải chơi cầu lông đào. Nên là anh em cũng biết thì đã chơi cầu lông đào thì cũng tâm huyết lắm anh em à. Ngày nào đánh có tốt tống kim á thì cũng có cho anh em xem những trận 21 giờ giải trí khá là thoải mái. Hiện tại Khải mang đào là top 30, 39 để đánh tống kim. Đó là đầu tiên của Khải. 80 chón, 80 chậm thôi nè. Đó. Rồi, thì bây giờ Khải sẽ đi ép cái đào tím cho anh em xem nha. Anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải, hôm nay sẽ ủng hộ chơi nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Ok. Để ép cái đào tím thì Khải cũng đã có cho mình sẵn, Khải mua sẵn đó là cái tóc xuất chiêu, phẩm xấu và băng sát phẩm 9 rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ép nha mọi người. Với phẩm 9 này, Khải nghĩ cố gắng đạt mốc 94 để thành công cái đào băng sát mắt ọp nha mọi người. Mắt ọp 94 là đạt mốc 94 cuối cùng của băng sát nha mọi người. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ép cái dòng tóc đánh đầu tiên vào. Tóc đánh đầu tiên. Lộn mà tóc đánh đầu tiên nha nè. Khải nó bỏ này nhiều quá. Tóc đánh đầu tiên này Khải sẽ cho nó vào khám nạm phẩm xấu. Hiện tình 3 đây. Khám nạm nè. Đau thủy nè. Hiện tinh này, phẩm xấu này, phẩm xấu này thì Khải sẽ bỏ thường thường sẽ là 4 bình phủ duyên là lên rồi nha, mà hôm nay thì Khải sẽ bỏ với một thiên duyên thì tinh nha, cho nó lên luôn nha mọi người, nào lên auto 30 luôn, mà mình không tiếc thì tinh rồi mà tầm này thì tinh rẻ lắm, này thì tinh khá là rẻ, thì tinh tầm này khá là rẻ thôi, bóc 30 nè, họ đánh dùng chón, chón thì Khải sẽ hút mấy bình phủ duyên để làm chón như nè. Chó này cố gắng lên phẩm xấu thì Khải sẽ rút đó là một cục ẩn một ngũ hiện tinh 3 rồi lấy nè, đây là dòng chó 40 nha nè, chó 40 có cái phôi đó là chó 40 nè, áo chó nè, Khải sẽ ép là tóc 30 chó sinh lực bên sát và sát thương vật lý phần trăm dòng cuối cùng nè mày, dành cho con lông đao nha. Khải lấy ưu tiên chó nè mày, Khải không cần kháng họ nè mày. Con lông đao Khải nếu mà này nọ Khải cũng không cần kháng họ lắm. Với cầm cái đao bên sát và kèm với cái đôi giày này kháng họ này búp lên thì kháng họ cũng được 75 rồi nè mày. Nên là Khải cũng không cần kháng họ lắm. Khải ép chó nha nè. Chó bên sát. Có rồi võ tâm ơi, hiện tại 120 Khải mát rồi nè, mát 20 điểm rồi nè. Rồi, thanh niên hiền tinh nè. Ổng một chó nè. Một chó cố gắng lái phẩm xấu là lên 40 nha nè. Xấu là 40 nha. Thường dưng cái trò gì luôn nha nè. Phẩm xấu là 40 nha. Xấu nè. Rồi tiếp tục lái thêm cái dòng sinh lực này. Phẩm xấu tiếp nè. Rồi nó chặt rừng nè mà. Lấy sản phẩm hết rồi. Lấy nè. Tiếp tục Khải sẽ lấy dòng sinh lực. Sinh lực hiện 2 nha nè. Sinh lực hiện 2. Này cố gắng lấy phẩm xấu nha nè. Phẩm xấu thì Khải cũng nêu mình hữu duyên lên thôi. Phẩm xấu sinh lực 151. Phẩm xấu ok. lên phẩm 7 luôn. Ôi xôi, dòng sinh lực phẩm 7 luôn, nội ơi. Rồi, dòng cuối cùng sát thương vật lý thì Khải sẽ lái phẩm 7 nè. Sát thương vật lý Khải sẽ lái phẩm 7 nè. Khải sẽ lái cố gắng lên phẩm 7 nè. Sát thương vật lý Khải cố gắng lấy dòng cuối cùng á. Khải cố gắng lên phẩm 7, phẩm 8 càng tốt. Rồi, sát thương vật lý 72 nè. Hiện 3 nè. Hiện tinh nè. Hiện 3 nè. Hồ Duyên Tử nè. Full Phục Duyên. Quán này phẩm càng cao là tỷ lệ phần trăm nó lên càng cao nè mọi. Sát thương dòng cuối nha. Khải cho sát thương dòng cuối nha nè.
7 nữa mà. Ok, cũng khá tuyệt vời ạ. Rồi, dấu đầu đưa vào thôi. Chón nè, sinh lực, bên sáp. Còn sợ chờ đợi vào sự may mắn thôi. À, quên anh may mắn. À, từ từ. Quên anh may mắn, ok. Ừ, khi nào ép anh may mắn nha. Tới chưa? Rồi, ok. Hiện tại là nhiều thì tên này đủ chơi này mà. Hút nhiên. Ok, trước khi Khải ép bắt đầu tiến thì Khải đỡ rẻ cho thằng em chơi với Khải em khá là lâu rồi. Nhưng mà nó đang ở bên bang khác, không sao. Có những tin tâm huyết thì muốn mua sách này với 1 triệu 15 kim thôi. Ok, thôi đỡ cho nó đi nè. Mình vác lấy lọc nè mà. Rồi, hôm trước mình mua ngọc bòi này 19 kim nè. Bòi 19 kim thì mình đỡ lại nó 10, tính ra cả set luôn. Mà có 15 kim mà, tính ra là mình lỗ 4 kim mấy. Bán cho thằng em kia rồi. Thằng em quen biết. Hôm này cứ năn nỉ 15 hồi. 15 là ngọc bội không á? Hello này mới vô nha. Ừ, xe bò này 110 là có 120 rồi năm. Ông này là ông hỏi ông đứng nỉ qua đến đây là mỗi ngọc bội ông mua 115 kim mà mình không bán này mà. Nhưng mà mình bán cho thằng em mình là cả set luôn 15 kim nữa. Còn ông này là chỉ mua một cái này thôi. Đó, nhưng mà mình đang bán cho thằng em mình lấy lọc á. Còn nó không lấy mình bán không kìa. À ok. Trong hôm trước hãy mua 19 kim mà mỗi ngọc bội à. Giờ hãy bán là cả set luôn có 15 kim này mà. Vừa bán vừa cho cho nên. Em này xưa chơi băng áo khá lâu rồi. Server nào nó cũng chơi á. Server này nó đang đồng quân cho băng L này mà. Đang chơi cho băng L. Thôi bán cho em nó không được. Nói chung là cứ tâm huyết inbox này nọ mình nói chuyện là mình được thì mình đỡ thôi, đỡ chứ đâu. Rồi ok, lấy lọc xong nha năm ơi. Khi lấy lọc xong bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ép những cái món đồ cái dòng tiếp theo. Rồi ok, chúng ta sẽ đến dòng tiếp theo, đó là dòng chón 40 nha năm ơi. Chón 40. Chón 10 với cái phẩm phẩm 6. Trong 40 này thì bỏ viên thiệt tinh auto lên rồi nữa. Không có gì phải suy nghĩ. Đúng rồi, tóc teo tóc... Không, ông này là teo. Teo chứ không phải tóc teo. Tóc teo khác. Này là teo. Teo xưa ở băng áo. Teo làm bệnh hớt tóc á. Rồi à, đến cho một chón nữa. Chón thì đỡ một viên thiệt tinh và 4 một viên thì lên rồi. Trong 40 nha nè. Phẩm 6 thì nó chắc chắn lên 40. Ok. Rồi, tiếp tục là dòng sinh lực nha nè. Dòng sinh lực nha nè. Sinh lực phẩm 7 nha. Phẩm 7 càng nhiều như đạn là. Phẩm 7 khả đỡ 6 bình phủng diện nha nè. Sinh lực phẩm 7 Khải không cần thì tin. Bảy này 1.8 rồi. Trăm 96. Úi xời. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi ok. Tại Khải lên được 3 dòng nha nè mày. Dòng quan trọng chuẩn bị vào nha nè mày. Rồi, chuẩn bị vào vòng quan trọng đó là dòng băng sắt nha. Được, cố gắng lên đầu bằng sắt đập móc 94 rồi. Đập móc 94 rồi. Trần Dương. Qua phần tường đập nha. Tường rồi. Tường hay Tương Dương nè. Anh em cho quyết định thử nên đập ở phần tường hay Tương Dương nè. Được nha Việt Cỏ ơi. Rồi cho anh em 30 giây comment thử nên đọc ở phần tường hay Tương Dương nữa. Anh nghĩ Tương Dương là vã nè mà. Anh tèo này cho đường môn nè.
đúng không, lên hiệp cốt thì lên full đồ đã cũng đẹp nè, đường môn cho hiệp cốt là lên full tím á, giống như Khải này. Nếu mà chơi đường môn xét đồ này Khải chuyển về đường môn Khải chơi vẫn được nha, lên bao tiền thuộc lý nữa Khải chơi đường môn nè. Rồi, anh em không có ý kiến gì nữa, không có ý kiến gì đặt Tương Dương nha. Nào, cái đặt Tương Dương này. Rồi, may mắn Thiên Sơn có tựu cắn đủ rồi nha. Rồi. Dương Châu à. Đặt Dương Châu à. Chiến lên bảo Dương Châu à. Vả là Dương Châu sự ai đập đồ đâu. Đi đâu hiểu lắm những người này. Rồi, đọc Tương Dương ơi. Vui nè. Đúng rồi, khám rồi. Tương Dương nha nè. Rồi. Phẩm 9 thì tinh 3 nha nè. Phẩm 9 thì tinh 3 nha. Mình đọc có thể nói là mình sẽ đọc là ba nhân tin năm trung bình phủ viên. Ok, ba nhân tin khác màu sẽ ôm vào vị trí này. Ok chưa? Rồi dứt nha Nam. Ok chưa? Ba nhân tin. Ok. Bỏ thêm kiểu này cho nó ôm ôm đồ hình tí nè. Năm trung bình phú viên. Cố gắng là siêu phẩm không? Nhân tính 3. Phẩm 9 nè Nam. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Được chưa Nam? Chuẩn chưa? Khui 100. Khui hàng. Xem bộ này, xem bộ đầu tiếng anh em à. Anh em nào mà có thích xem bộ đầu tiếng, muốn chơi game thì đừng quên truy cập ngay về đường link, đó là võlamngaysua.net để tải game nha anh em ơi. Võlamngaysua.net để tải game nha. Phiên bản là phiên bản đầu tiếng nha anh em. Ui. Ui, 92. Đâu à, 92 ông đậu ơi. Chết tôi rồi. Thiếu 2 điểm chờ à, càng như nha đàn à, thiếu 2 điểm anh em. Ôi, lần sau làm cái khác nè mày. Cái này thì hơi điểm chịu rồi. Không sao, cứ đánh tạm khi nào solo. Đánh solo nè mày, mùa này Khải sẽ đi lên đấu á. Nên Khải sẽ cầm đau này đánh nè. Đâu, thiếu đúng 2 điểm nè mày. Nhỏ gơ gớ 92 nè mày, không được 94 được. Đột quá, 92. Nhỏ vãi trưởng à, ok à, bây giờ Khải sẽ đọc cái dòng sát thương nha nè à, quá nhỏ nè mày. Không lên được 94 được. Chúng quá khó nè mày. Quá khó. Ok, lên cái dòng cuối cùng. Đó là dòng sát thương nha Nam. Sát thương này Khải sẽ đọc là một viên thiệt tinh và full full phúc viên. À, mình đọc tưởng đâu ra 94 được nè. Má 92 và thiếu 2 điểm không nội ơi. Hai náo vái trướng à, đúng cành luôn nè mày. Lên được cái móc này hơi chua nè mày. À, cái đao này có thể nói là xe vào có mấy cây rồi nè mày. Toàn 92 mấy cây rồi á. Chỉ có mỗi cái đao bào lên xa dòng cuối á, ẩn cuối cùng á, thì mới lên được 90, 98, 96, 98 nữa. Còn đa số khoảng 92 không ta. Đao thấy 92 không trời. Nhỏ dưới dần. Rồi cố gắng bù lại cái nó dòng này 100% nè mày. Cái bù này dòng trong dòng này 100% nha nè. 100% rồi, đẹp đẹp cái rồi. Khúi hang. Let's go. Không sao cỡ, đi solo mà. Được thôi nè. Hui, nói chung là cầm đao này đánh đến khi nào ra đao Hồng Kim môn phái thì thôi nè. 96%. Ok. À, mãi nhỏ. Rồi ok, bây giờ Khải sẽ đọc cái đao này lên cấp 10 luôn nha nè. Đấy, rồi. Khải thì có một cái phổ đao này. Đưa lên cấp 10 luôn nha. Đưa lên cấp 10 luôn nha nè mày. Hôm nay server thì hiện tại móc 94 là đẹp nhất mà không lên được đây mà. Á, à, từ đâu lên 100 luôn, nhức nát luôn, không lên rồi. Khải đi kiếm cái phổ đao à. Anh em đợi một tí. Hồi mà server còn test á,
cách đây 3 tháng trước còn test thì Khải cũng ép nó cũng easy 100 luôn. Mà này thì nó lại không lên nổi 100 anh em ạ. Chung là test thì khác mà lúc thực hành nó lại khác nè mà. Nó không giống nhau được. Phổ đau không biết còn cái nào cũng không. Hình nhỏ nha. Đau đâu ta? Ui, không có cái phổ đau luôn em ơi. Quá trưởng. Ô, phổ đau chắc phải đi mua rồi. Đợi hôm tí ít hôm lên sâu em ơi. Phổ đau Khải không có luôn em ơi. Hết luôn rồi. Không có một phổ đau luôn. Không có một phổ đau luôn. Kìa, okay, đưa gần lao lên cấp 7 trước rồi. Từ từ rồi, ép cái đao này lên cấp 7 phải từ từ rồi mà. Giờ mình đi dạo coi. Vừa lên cấp 10. Ok, lên cấp 7 nha em ơi. Vật phẩm khám nạm, bắt đầu khám nạm. Khám nạm. Cấp 7 nè, đó. Bây giờ ít hôm mình sẽ kiếm phổ đao á, ép lên cấp 10 sâu nha nè. Bây giờ thì cả cái rương Khải không có cái phổ nào đau luôn mà toàn phi đau phi tiêu các kiểu mà. Rồi hẹn em ở những clip tiếp theo em ơi. Bây giờ nói chung cái đau này thì đánh khi nào đến hồng kim môn phái móc 8k giờ tẩu á thì lúc đó mình sẽ lựa chọn một cái đau hồng kim gì đó mình chơi sâu nè. Chơi hiện tại ai cũng muốn lên cái móc 94 cả, mà không lên thì 92 cũng được không sao cả em ơi. Rồi ok, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho Khải một like cho xem hồi chơi nha. Kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha Nam. Bây giờ là Khải xin phép offline luôn, hẹn em tối gặp lại luôn nha Nam. Hẹn tối gặp lại luôn nha. Bye bye.